em là con người chứ không phải tô bún riêu. Ok, hay là tô bún mắm. Rồi, được rồi. Quý tình bưng lộ. Dạ. Có bao giờ thất tình chưa? Thất tình hả? Em nhớ cái cảm giác thất tình đó, nhưng mà trải qua được một khoảng thời gian rồi, bây giờ thì không. Khi mà em thất tình á, là em dứt khoát ra đi hay em năn nỉ người ta quay trở lại? Em sẽ tìm mọi cách để giữ cái mối quan hệ đó tốt nhất có thể. Và sau đó thì nếu không giữ được, thì nếu duyên đã đứt rồi thì thôi, tai. Hiểu không? Hiểu. Phải cố gắng. Sao? Tại vì con người em á, khi mà yêu á quý vị, em hết mình lắm. Khoan, dạ. Nói cái giọng mà em nói giọng giống như vitamin nghe coi. Chị ok, dạ? Giới thiệu lại nào. Em có bao giờ thất tình chưa? Thì thực ra là em đã từng yêu, từng đắm say, nhưng rồi em bị cảm tình nó cao giống như cái búi tóc của em. Nhưng mà cái thời gian đó đã trải qua, bây giờ em đã trưởng thành. Có lúc em đau đớn, em gục ngã, nhưng bây giờ em đã tìm thấy sức mạnh của nội tại. Và bây giờ sẽ là, kính thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một tiết mục. Ok, em giới thiệu đi cho anh hiểu chứ mấy gì bằng giọng kia nha. Hey, Hùng Cường, bye bye đi em. Và anh chị nào mới tới chưa có vé đóng dành giùm chúng em, và ghế còn trống chỗ thì chắc tuyệt vời thôi nha quý vị nha. Và nếu hết ghế rồi thì chị mình chào qua bên đây cho tay trái của em nè, đó là một cái những cái chồng ghế thân thương. Không có chuyến đò hoàng hôn, có
con số 4, con số 4, con số 4, con số 4. Xin chào. Mấy gì na, số gì đây, mấy gì na, mấy gì đây, mấy cái gì na, bốn lửa ô bằng bốn mấy anh lửa ô. Sao sống bốn bò trộn ta tiếng chạy khuya, bông con pha bông đêm đông đưa, giá gạo mang đêm chị ngày bóng mà làm nghe. Ba mươi ba con 33 số gì đây, mấy gì đây, số gì đây. Ôi ya 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 ya, ôi ya 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 ya. Bóng bang bang lên ăn cơm, bang nhà ta. Bóng bang bang chớ ăn cơm hộp cháo qua nhà người. Con số 10, con số gì đây, số gì nha, số gì đây, số gì nha. Má của em biết cu mà biết bán, biết đủ bánh tráng, biết cát đi bánh xèo. Gia cảnh em nghèo mà thiếu nợ bạc trắng. Con số 5, giờ là con mấy? Năm gì đây? Năm gì đang con năm gì ra anh dấu yêu ơi. Em đang quay về người năm sao chưa? Tìm một giấc mơ đời, 10 năm đời chờ phải không anh? 10 năm nhọc nhằn chiếu trong tim, ta chót trong thân, ta chót tâm quân, ta túi hoa viên làm tiếc lưu đầy. 57, mấy gì ta, mấy gì ta, số gì ta, mấy gì ta, và em đã biết tiếng yêu đầu tiên.